Ngày hôm nay sẽ là đợt cúp cuối cùng rồi các bạn ơi. Được rồi, sau bao nhiêu những lần chinh chiến, những lần mà chúng ta cố gắng lấy cúp mà lấy liên tiếp, thì hôm nay là ngày cuối cùng để mà chúng ta lấy cái chiếc cúp thứ tư các bạn ạ. Và chắc chắn rồi, thì hồi giờ mình cũng đã leo cúp rất là nhiều cho các bạn xem đúng không? Thì mình cũng đều là mình cố gắng mình lấy cúp. Nhưng mà hiện tại, bởi vì đây là cái chiếc cúp cuối cùng rồi, lấy thì lấy vẫn được, nhưng mà kiểu cảm giác mình thấy nó hơi khá là nhẹ nhàng đúng không? Chắc chắn là nó sẽ không kiểu như là vui vẻ như là lấy cái chiếc cúp đầu tiên, bởi vì đây là cái chiếc cúp cuối cùng rồi. Vậy nên là ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ chơi chiếc cúp này bằng cách đó chính là gì? Vòng quay random các bạn ạ. Thì để cho trận đấu căng thẳng hơn, để cho có một cái chiếc cúp ý nghĩa hơn, một chiếc cúp mà có thể đánh căng hơn hoặc là cái gì đấy khó hơn các bạn ạ. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ chơi đó chính là vòng quay random cùng với chiếc cúp vinh quang các bạn ạ. Thì đương nhiên là mình sẽ quay 3 vị tướng nha các bạn. Mình sẽ quay ra 3 vị tướng và để xem coi là 3 vị tướng mà mình sẽ chơi ở trong cái trận đấu cúp ấy sẽ là 3 vị tướng gì nhá. Bởi vì hồi giờ là leo cúp bình thường đó các bạn ạ. Lần này là chơi vòng quay random đấy, ra tướng nào là chơi tướng đấy. Thế nó mới bánh cuốn các bạn ạ, đúng không? Được rồi, còn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng đầu tiên. Vị tướng đầu tiên mình sẽ chơi là gì? Lindis. Hayate. Ui, DAC các bạn ơi. Ui, nhích thêm một tí nữa là mình ra Hayate rồi. Ê, nhưng mà DAC cũng được chứ. Tính ra là con DAC nó cũng vừa mới được boost đấy. Nên là mình nghĩ là khả năng cao mình sẽ chơi được. Nói chung là cũng được. Ít nhất là nó không phải là một con SP hay là mấy con Aometa các bạn ơi. Ok nha. Rồi, với DAC thì chắc chắn là mình không cần phải lo là mình sẽ bị cấm đâu các bạn ạ. Nhưng mà cũng ok nhá, trận này tem bạn rất là hư anh khi mà dám thả cho tem mình, nó chính là con Aya các bạn ơi. Mà Aya còn đi chung với Jan nữa, nói chung tem mình trận này ấy không thiếu đam luôn, phải nói là thừa đam các bạn ạ. Tính ra là mình cũng tính đi rừng ấy, nhưng mà do tem mình thả Aya cái mình để cho Jan đi rừng nhá. Mình sẽ quyết định cầm con DAC này đi mid. Với lại bây giờ thì cảm thấy là con này nó đi mid nó khỏe hơn là đi rừng ấy các bạn. Farm 2 trước nhá. Kệ tem bạn nữa. Ê, nhưng mà tem bạn có vẻ muốn vô cướp rừng này mấy đứa. Rồi. Hai đứa mà đòi cướp bốn đứa. Dám cướp nổi không? Ui, vai nó né được chiêu của mình rồi. Nhưng bóng sao vẫn đi. Ê, ngon, chiếu cũng đâu. Trượt đó. Lùi nhá, pha này phải lùi nhá. Nói chung là mình... Ui. Ê, một trưởng, một chiêu hai mà như... Ui. Mày... Đòi ăn anh Vũ, né. Ơ nhiều pha đấy mình tưởng chết được thằng Arum chứ. Đen nhở, hơi đen ấy. Mình nghĩ ăn rồng pha này lời ấy, đánh nhau đâu. Này, thả chiêu 2 này. Ui, nhưng mà tem bạn đông nhờ, vãi nồi tem bạn đông đây. Chạy, anh Vũ chạy đây. Ui, tem bạn đông ác luôn đấy. Đánh nhau không? Trưởng bạn cái này, nhất dương chỉ này. À. Trời ơi, đánh nhau dài hơi, không thằng nào nằm. Căng chưa? Đánh nhau dài hơi không thằng nào nằm quá. Ê, đây. Nhưng mà thằng này nằm này. Mình đoán thằng này nằm được này. Hay. Ui, nhưng mà hên nha. Tự nhiên scout ra feed mạng cho tụi mình này, ngon. Mà cũng nhận đánh dài hơi mà, nãy giờ không nằm được ai luôn. Trưởng. Nổ. Ui dồi, sao nổ yếu thế? Ê, sao nổ yếu thế? Ừ, mày quá, ê, mình còn băng xương. Ê, mình còn băng xương các bạn ơi. Ê, nhưng mà sao đam yếu nhở, các bạn thấy không? Cái pha vừa đấy, mình có cảm giác là mình trưởng vô thằng Lorien mà cảm giác như không có đam. Mất được một xíu máu à. Ui, bị trói được kìa. Không sao. Để mình cứu đó. Ui, nhưng mà đẹp nhá, pha đấy mình không dám vào. Sợ sóc không đủ đam nữa. Nhờ này. Thế sao? Ê, thằng Lorien này nó lên cái gì mà nó trâu vậy đã. Ôi rồi thôi đi rồi. Ê, nó rỉa mình đúng đâu mà sao mình trưởng nó thê luôn ấy. Ảo thế. Ê, nhưng mà quả ulti của mình hơi bị trí nhá. Bạn đòi chạy ấy mà thằng... Thế các bạn thấy không? Sao nó trâu thế? Nhiều khi mình cảm thấy là mình rỉa vô thằng scout ấy. Mình rỉa vô scout thấy đam một ton là mình rỉa vô Lorien các bạn ạ. Rất là khó hiểu nhá. Đó, ui, chính hai đứa này. Trời ơi, nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp. Tốc biến lên. Ui, ui, ông tới. À, cái pha đấy mình tốc biến lên để bắt thằng Slim ấy. Mà thằng Slim nó tầm xa quá các bạn ạ, không tới. Hơi đen nha. Nhưng không sao nha, pha đấy mình ti đẹp quá. Lời dã man ạ. Trận này tên bạn không pick void là tên bạn xong rồi. Tạ.
ui, Dương đông khích tây rồi. Tới giờ ganh rồi. Trời, nó ganh thôi chạy. Mà được cái bây giờ cái chiêu một à đâu, cái chiêu cuối con Diacin này lợi vậy các bạn thấy không? Mình sáng chiêu cuối mình chạy về được lợi vậy. Nếu như mà không chỉnh sửa như thế chắc chắn là mình nằm xuống rồi. Ôi. Nhưng mà vẫn nằm không? Tôi hết chạy rồi. né hoa của ảnh được nhưng mà không né được đánh thường nha các bạn. Chỉ né được hoa thôi. Nhưng mà Gian làm hết không? Gian múa hết không? Đi rồi, hay. Gian múa hết rồi các bạn ơi. Thầy lô điểm bên kia chi hay chứ các bạn. Lô điểm bên kia đánh kỹ lắm luôn đấy. Thì đó. Ân ti luôn này. Đi ở đây, thấy không? Đánh một con Scoot ấy thì cảm thấy đam rõ to. Nói chung là mình đánh vô mấy thằng khác nhà đam rõ to các bạn ạ. Nhưng mà cứ mỗi lần mà mình đụng vô, mình rỉa vô thằng Lodian ấy nó lạ lắm các bạn ơi. Rất là khó hiểu ạ. Bởi như vô sâu ấy, pha đi vô sâu á. Có sạch không? Không. Có sạch luôn này, ghê chưa? Anh em tem mình chiến quá, hay nha. Nhưng chắc không win được. Tem bạn gần hồi sinh rồi. Thằng Scoot sắp hồi sinh rồi các bạn ơi. Chắc lấy được cái trụ thôi nha. Bây giờ mình chờ thôi. Rỉa cái này. Anti ở đâu? Anti Scoot ở đâu? Nó đứng yên kìa. Anti luôn. Tem bạn không có mình nhiễm là thì đi rồi. Nó không sợ đâu. Đấm bể đây. Ê, đã vãi. Tụi mình lấy thêm cái trụ dưới đó là tụi mình lui tí nha các bạn. Bởi vì cảm giác là tem mình đang bị thiếu máu ấy. Đây nhá, cố gắng lấy thêm trụ này nữa là tụi mình bắt đầu có lợi thế này. Không, lợi thế tem mình nó đang cao rồi. Ít nhất là lấy cái trụ này để lấy ba đường siêu cấp nha. Ân ti luôn không? Trưởng chiêu 2 không? Trưởng chiêu 2 không? Bắn lên không? Láo này. Rồi nhưng chắc mình chết rồi các bạn ơi. Thôi nằm rồi. Nó chung pha, ui nó còn băng xương nữa. Nó chung pha đấy mình cũng cố gắng hết sức rồi đấy. Ăn được băng slim là ngon rồi. Chuẩn chỉ ấy đúng không? Win luôn không? Ê, có cái nào win luôn không nhở? Ôi còn hai cha te luôn đấy. Ôi thôi win rồi các bạn ơi. Thôi win rồi. Sống cút với Arum thì no hop các bạn ạ. Ê, tem bạn thả ra, tem bạn sai lầm rồi. Cúp thì không bao giờ hủy trận được đâu. Tem mình pick trước mà tem bạn thả ra là đi rồi. Ok, win các bạn ơi. Trận đầu tiên tụi mình win nhá. Mặc dù trận này mình cũng không xanh cho lắm. 5-4 các bạn ạ, nhưng mà cũng gọi là ok lắm luôn đấy. Ổn áp. Ok, còn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai nha. Để mình xem coi là mình vị tướng tiếp theo mình sẽ chơi sẽ là vị tướng gì nha các bạn. Với vòng quay random này nhá. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng thứ hai các bạn ạ. Con Diacy vừa nãy mình cũng thấy cũng ổn. Chẳng qua là con ấy mình cũng không chơi ok cho lắm. Nhưng mà không sao nha. Mình mong sao ở trận đấu thứ hai này sẽ ra một con tướng thuận tay cho mình. Thuận tay cũng được. Một con nào đấy có thể sát thủ gánh team đi cũng được nhá. Xạ thủ cũng được. Superman. Ừ, Ari kìa. Ồ, ngon. Trời ơi, con tướng thuận tay của mình nha. Ê, con Ari này được ấy, ngon. Trời ơi, mượt mà các bạn ạ. Ê, con Ari được nha. Rồi, ngon. Trận 2 thì mình thấy là mình tự tin rồi đấy. Tự nhiên ra Ari, ok phết. Ok, đến với vị tướng Ari đây các bạn ơi. Đó. Ê, thì mình không biết là phải chơi con Ari thử nghiệm về tần hay là con gì. Nên là mình quyết định là mình sẽ cầm con Ari Bích Hải Thánh Nữ các bạn ạ. Bởi vì mình thấy skin này mượt hơn nha. Lại là Arum. Sao mấy thanh niên Arum này đầu game cứ hay có cái lỗi suy nghĩ là đi qua cướp ấy nhở. Kể cả mình nhá. Ví dụ thôi các bạn là kể cả mình ấy. Lúc hồi từ hồi giờ cứ mỗi lần pick Arum là trong đầu ai cũng phải suy nghĩ như thế nhá. Cứ chơi Arum lúc nào cũng phải suy nghĩ như vậy là các bạn ạ. Cứ vào là phải phá nhá. Đó, phá xong nằm. Nhưng phá phải có tem cơ, phá mình chịu rồi. Mày chạy đi. Rồi. Ui, đầy ụt. Trời ơi em ơi. Ui, thôi, không sao, thay rồi, không sao nha. Hơi fail một tí. Pha đấy mà đẩy chúng ăn được đó các bạn ạ. Nhưng mà đẩy hơi fail một tí thôi, không sao cả nha. Pha này thằng Murat mong về là mình ăn này. Nó mang tốc biến các bạn ạ. Thằng Mu này không mang tốc biến. Rồi đi rồi đấy. Còn để mất lướt thế này thì thôi chứ. Đi, ma chú này. Kích thêm cái ma chú nữa là đủ đam các bạn ơi. Thấy à, mượt mà. Không ăn được pha nãy thì ăn được pha này thế thôi. Được không?
Ui nó vào trụ rồi. Ui hơi ẩu nha, hơi ẩu nha, pha đấy hơi ẩu ấy. Trời 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 trời, phải tốc biến ấy, pha đấy mình không tốc biến là mình nằm luôn các bạn ạ. Nó mà giật về lùi cái là mình hết chiêu để mình chạy luôn. Nên quyết pha đấy phải quyết đoán nha, chúng tôi nó đẩy về mệt đó. Thôi coi như ăn rồng nha, mà hơi lỗ nhở, pha này hơi lỗ ấy, mình mất cả tên lính luôn ấy. Hay dữ à, dữ à, ăn được mạng tu len rồi còn tham nhở. Ê ui hết chiêu rồi. Ui hay thế, hay nha, hay nha, pha này hay nha. Nhưng mà từ từ, mình còn anti, mình còn anti, áo nhây được này, áo nhây được các bạn ơi. Trời ơi đoạn hướng khá là đỉnh từ vị trí của anh Vũ. Mình xài anti mình ngắt được liền à. Trời ơi anh ta vừa mới sơ hở. Ui thôi đi rồi, nó đầu tư cả tốc biến thì mình chịu rồi, mình xài chiêu một hụt bất cứ mục tiêu ạ. Không, nói chung cho anh ta tốc biến ấy nên mình không không phản ứng được các bạn ơi. Cay nhở, tu len nó ganh được cái nó ăn mạng luôn ạ. Rồi nha, rồi nha. Rồi mất bóng nha, mất bóng nha, mất bóng nha. Ngon, ngon thì nhào vô, ngon thì nhào vô. Ôi rồi, ui. Nó xài chiêu hai cái xong rồi cái chiêu một của mình nó bị lộn luôn đó các bạn ạ. Nhờ này, ôi vãi ạ, đánh phiên bản Bluetooth kìa. Nó về bóng mà mình gõ vẫn được kìa các bạn. Thấy sức mạnh của skin chưa? Sức mạnh của skin nào nó thế các bạn ơi. Sơ hở là ganh nhá. Sơ hở là mấy anh này anh ganh. Rồi, giờ về rồi đấy. Tầm này mình khỏe đó các bạn ạ. Vãi ạ. Sao tụi này nó thèm mình thế nhờ? Thấy thằng Enzo lui rồi. Thấy thằng Enzo lui xong mình farm ai dè là thêm thằng Tulen này nữa. Ui ui thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Ê nhưng mà nó cũng mất flash rồi nhá. Lướt cái nhẹ này ngon. Ê thằng Tulen mất flash nha các bạn ơi. Mà cay nhở, mình khá là cay thằng Tulen này rồi đấy. Nãy giờ nó cứ dí mình thôi các bạn ơi. Cay vãi nồi. Ôi, nó về nhanh thế nhở. Ê nhưng mình như là mình đoán được thằng Slim đang ở trong này ấy. Mình cảm thấy thế các bạn ạ. Ê đây này. Rồi bạn chạy đi đâu, bạn Mây. Mây à, cho về tới đàn luôn. Vừa nãy mình nhìn rồi. Rồi 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 mày này. Ây da. Mày ây da cay thế nhờ. Cay thế nhờ con này. Mày này. Ây da. Ây da. Ui hồi máu. Hồi ui. Ê thằng này khá thế. Cay vậy. Rồi mày. Tới giờ báo thù rồi, tới giờ báo thù rồi. Mày ngón. Ui da. Mình tự phát đấy mình đỡ được chứ. Ui mình đỡ không được các bạn ạ. Ơ kìa. Được không? Ăn được các bạn ơi. Ăn được pha đấy rồi. Nó nằm xuống chắc rồi. Đó thấy chưa? Nhưng mà Anete chắc nằm luôn rồi. Cái pha đấy mình nhường cho Anete đấy. Cái pha đấy thấy Anete nghĩ ăn được nên mình lui chứ. Rồi đẩy cái là mày đi này. Dám bảo anh chảo trước mặt Ten là đi rồi. Rồi thêm mạng nữa. Rồi lấy cái trụ mít nha các bạn. Lấy trụ mít cái mình lui. Pha này tụi mình lời nha. Tụi mình lời vãi luôn đấy. Rồi. Rồi đánh nha. Pha này mình đánh được. Thả luôn mất chói rồi các bạn ạ. Thả luôn mất chói rồi nên là mình cũng sợ lắm. Rồi vô. Pha này vô này. Lại tu lên. Mày này. Đúng rồi em ơi. Gõ đi Yuka ơi. À nhưng pha này phải lui. Thôi xong rồi. Ui băng xương pha này hơi lỗi nha. Pha này mà không băng xương là về được đấy các bạn ạ. Tại do thấy lôi điểu ấy nên là băng xương ấy. Rồi tầm này ba gõ có chuyện đấy. Tầm này một combo là mình ăn được rồi các bạn ạ. Ơ thằng Enzo làm gì ấy. Ô trời ơi Murat mấy lần rồi chưa chừa các bạn ạ. Bị Ten đẩy mấy lần rồi mà chưa chừa nhá. Rất là lì nhá. Ây à.
không sao nhá. Trời ơi, Arum đang chói, bạn Ten bạn thả quả Excalibur vào đầu luôn các bạn ạ. Tuyệt vời, quả Excalibur là phải nói là trên cả tuyệt vời nhá, hay lắm. Ăn được, mình đoán ăn được. Hay. Ui đẩy đẹp kìa. Ui. Ui pha đấy đẩy đẩy ba một. Được không? Ui thôi xong rồi. Ui vai à, lướt cái méo gì lướt nhiều thế. Ấy da, bị anh vô ao dây các bạn ơi, nhục chưa? Cái pha đấy bị tưởng ảnh mất lướt rồi, ảnh hồi lướt nhanh quá. Ảnh hồi lướt liên tục các bạn ơi, mà lỗi mình nhở. Pha đấy bị Enzo mình vô để Enzo lướt vô lại, Enzo lật kèo luôn. Ê nhưng sao eo su gỡ lại được một chút các bạn ơi. Mày cánh nhá, rỉa tí các bạn ơi, rỉa tí. Ôi thôi xong rồi. Ây da, quên mất con Arum các bạn ạ. Từ nãy giờ Arum kiểu như là Arum chưa chói mình bao giờ, xong bây giờ thấy Arum chói cái mình hú hồn các bạn ạ. Arum chói quả Excalibur thôi. Còn pha này, ôi thôi xong thua rồi. Ê, có cái nào thua ngược không? Ôi không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Mấy đứa ơi, về đi. Về đi. Về đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đứa nào về được, về đi. Nằm xuống là đi đấy. Hên nhá. Pha này mà Ten nằm xuống thì thua đấy. Được không? Hay. Ồ, pha này hay nhá. Chờ. Chờ chói với Excalibur. Nhưng mà đây mà Excalibur sớm nào. Là này. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ủa sao lỗi này? Pha này mình hơi lỗi các bạn ơi. Trời, nó lại né được chiêu 1 kìa. Nó hồi chiêu nhanh quá. Pha này mình đánh hơi cồng kềnh nhá. Pha này mình tích nội tại mà chưa kịp gõ là mình lướt rồi. Phải canh á. Né cái, rồi ok. Phải né pha này nhá. Ô thằng này mày hack à? Ê, lần đầu tiên mình thấy có một thằng mà nó check mà hai lần luôn ấy. Ôi 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 ôi. Ui vãi hồn, nó ăn nhanh ấy. Từ. Hay, chúng mày dám ăn chi ra ha, ngon. Ê, tên bạn dám ăn lén kìa. Ê, nhưng mà mình đang nghi thằng Tulen hack các bạn ạ. Mình thề là bảo các bạn luôn, mình đang rất là nghi nha. Mình không bao giờ, mình chưa gặp cái thằng nào mà dám trách bụi mà trách tận hai lần như thế cả ấy. Anh ta chưa rất là tự tin nhá. Thằng Tulen này mình đã bảo các bạn luôn, nó giống như kiểu là nó hack nhưng mà nó hack như kiểu lách để cho người ta biết là mình không hack các bạn ạ. Nói chung là anh ta hack nhưng mà anh ta sẽ không bao giờ lôi điểm vào trong bụi nhá các bạn. Mình đảm bảo luôn anh ta hack. Mình đoán là tầm 70-80%, nếu các bạn là thằng Tulen là tầm 70-80% nó hack ấy. Bởi vì là nó vừa chơi hay vừa biết hack nữa cơ, ảo vãi luôn ấy. Nhưng ông sao nha, hack thì hack nhưng mà vẫn chín nhạy cái trận đấu thứ hai nhá các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng cuối cùng các bạn ạ. Mình sẽ canh ra con. Mình sẽ canh ở chỗ mấy con. Đây Triệu Vân này, UE, Venice đó, đúng rồi. Nhấn ngay chối, Triệu Vân có khi nào ra Triệu Vân không? Mình do là mình chơi. Ô, ra thật này. Ảo thật đấy. Ô, ra Triệu Vân. Ôi, ra Triệu Vân thật này. Ê, tính ra là không phải là thuật toán đâu, mà là do là mình chơi vòng quay nhiều quá. Thế nên là lâu vòng quay này nó sẽ ra một cái ảo ma đó các bạn ạ. Khi mà các bạn canh mà nó đang xoay ở nơi chỗ con tướng nào ấy, ví dụ là con Bijan đi, các bạn nhấn quay một phát ngay chỗ Bijan ấy, thì khả năng cao lâu nó sẽ quay về ra chúng con Bijan nhá. Y chang con Triệu Vân này đấy. Mình nhấn mình canh cái ra ngay Triệu Vân. Ê được nhờ, Triệu Vân đang cũng ở trong meta đó chứ. Ê, pick quay ra ba con rất là ok nhá. Được thế nhờ. Rồi đấy, trận này được pick Triệu Vân mà, đâu có gì phải lo đâu các bạn, ngon. Ê, nhưng mà trận này mình sẽ kết hợp cùng với bên team mình, đó chính là Bijan nha các bạn, để xem coi bộ đôi Triệu Vân Bijan nó sẽ kinh khủng như nào nhá. DSP lợi, tầm này thì DSP cứ chơi thì khỏe hơn các bạn ạ. Một phần là chất tướng Triệu Vân bây giờ như các bạn biết rồi đấy. Nó DSP nó sẽ có lợi hơn. Một phần là do trận này team mình pick Bijan đi đường ấy. Nếu như mà mình thiếu cơ động ấy thì có Bijan lo các bạn ạ. Đó, Bijan lo cho mình, chỉ cần Bijan ulti cái là mình cứ nhảy lên mình chơi thôi các bạn ơi. Nhưng pha này chơi không? Pha này chơi được này, đúng rồi này, vô. Ơ thằng úi. Rồi đi cả hai luôn. Thằng Yasu rất là chủ quan nha, không nhưng mà mình nghĩ không chủ quan đâu. Yasu pha đấy mà tốc biến thì cũng nằm thôi, các bạn thấy không? Ten pha đấy tốc biến sớm mà còn nằm xuống mà. Ngon. Rồi giờ mình sẽ đi di chuyển nhá.
Pha này mình di chuyển lên này. Ôi, cái gì đấy, cái gì đấy? Ơ, Thái Nghi làm gì các bạn? Đấy không đánh điên thôi nè. Cái gì ấy? Rồi, lại đi này. Tặng ten hết tóc biến, Đi. Được không, Ơ kìa, ui, không đủ đam, thôi xong rồi. Mình về luôn. Đang lời cái giờ lỗ luôn. Ui, thôi tóc biến nhá. Phát này vì phải tóc biến ấy, bởi vì là nó còn chiêu một các bạn ạ. Mình sợ nó combo mình một phát là mình nằm xuống rồi đấy. Nên tóc biến chắc nhỉ. Mày vào đấy, chúng mày vào đấy. Ngon vào đấy. Thôi. Ui, hên nha. Ê, hên vãi, cái pha đấy mình tính gõ đi. Mà lòi ra thấy Yuka cái mình lui, mình quay xe luôn. Yuka mà nó chậm một tí nữa. Ơi, không được. Yuka mà pha đấy mà chậm một tí nữa là mình gõ rồi đấy. Chơi không? Có Bijan này, pha này mình chơi luôn nha các bạn. Gõ luôn này. Gõ luôn này. Trời, đau chưa? Ê, không cần chơi Bijan này, gõ đau nhờ. Mặc dù mình đi SP các bạn ơi, chắc cho vừa nãy mình được hỗ trợ, mình có nhiều đồ ấy. Đây rồi, đây tới lúc rồi các bạn ơi. Bijan ơi, em ơi. Tới giờ rồi em ơi. Từ, nhưng mà không cần. Mình tính kêu là chờ Bijan ulti để mình lên chơi các bạn ơi. Nhưng mà thấy đánh nhau cái mình vô luôn. Được không? Nó mất ulti rồi nha, nó mất ulti rồi các bạn ạ. Trời ơi, nó còn băng xương nữa mà. Vùi tóc biến à. Ăn được. Nhưng mà chắc ăn được. Ăn được. Thấy chưa? Ahri còn ulti mà. Ahri còn ulti là ăn được. Không lẽ có ăn được đúng không? Thế cái điện hỏa này đúng khó chịu luôn. Rồi, lấy trụ luôn nha. Mình sẽ quyết định vào. Mày. Trời ơi. Ây da. Băng xương nhiều thế. Nãy thì quy bây giờ tới Yuka các bạn ơi. Nhưng mà pha này băng xương mà bị chủ bắn thì chịu rồi. Pha này mình không bị chủ bắn thì chơi được. Thôi lộ này. Pha này thì đứng rình nhưng mà lộ tầm nhìn được các bạn. Ê, cái gì đấy? Ô, cái gì đấy? Vãi nồi hai ông này. Đi. Hai đứa mà lại ăn không nổi vào led là đi rồi. Nhưng mà các bạn phải công nhận không? Mình phải thề các bạn là cái liệt hỏa hồi liệt hỏa kích, nói chung là cái phù hiệu mới của bộ trợ mới các bạn ạ. Nó hồi máu ảo ma lắm luôn đấy. Mình cảm thấy cái này đang rất là lỗi nhờ, nó hồi chiêu nhanh dã man luôn đấy. Nên là mình cả bạn nào mà chơi SP thì cứ lên cái này nha. Rồi, giờ mới tới lúc này các bạn này, từ nãy giờ chưa nha. Bây giờ mới là tới lúc này, lên em ơi. Ấn tí lên. Rồi, đúng rồi. Đấy, chơi Bijan với lại Triệu Vân là như thế này là các bạn. Thấy không? Chơi Bijan với Triệu Vân là như thế này đấy. Con Triệu Vân mà thiếu cơ động thì để Bijan lo các bạn ơi. Mà Bijan mà thiếu đam ấy thì để Triệu Vân lo. Bijan thiếu không chế, có Triệu Vân. Tầm này mình khỏe điên. Mình lên full tank nữa thì mình không sợ các bạn ơi. Mình đâu có chơi full đam gì đâu. Mình cứ lên full tank mình chơi thôi. Lên xe. Từ từ nha. Bạn QI này. QI đâu người ta. Ây da. Ây da, quay xe không được rồi. Nhưng mà vẫn nằm không? Vẫn nằm nè. Lại mình ăn mạng à. Ảo thật đấy. Lời. Anh con Shiza này là tụi mình bắt đầu thả ép để chơi luôn nhá các bạn. Thả dưới hay thả trên nhở? Từ từ nhá. Để xem coi là tem con mắt ở đâu là mình sẽ thả đấy các bạn ạ. Tem con mắt khúc nào là mình sẽ thả ở khúc dưới hay là khúc trên nhá. Mày nhờ. Ngon vãi đấy các bạn thấy không? Đâu lo thiếu đam đâu. Đi luôn. Hết sóng. Vãi nổi một con Triệu Vân SP 51 các bạn ạ. Còn đây này, anh ngắm đấy nhở. Ôi da, ê, cũng được nha. Anh tăng ngắm cũng khét các bạn ơi. Anh tăng ngắm cũng khét đấy. Nhưng mà mình trâu lắm. Tính ra bây giờ con Triệu Vân đúng chất đầu sĩ luôn các bạn ạ. Đầu sĩ luôn, đúng chất là đầu sĩ luôn đấy. Bây giờ lên đồ ấy trâu dã man luôn. Nhấn vòng tròn nha. Từ nãy giờ mình quên để cái các bạn ạ. Này các bạn thấy không? Cái liệt hỏa này nó không khác gì là cái tế đàn di động luôn đấy. Nó còn hồi nhanh nữa cơ. Hồi đúng nhanh lắm các bạn ơi. Hổ báo. Hổ báo này. Chơi mà rất là hổ báo nha. Thôi win rồi. Mình đảm bảo các bạn luôn. Trận này mà thua xóa game. Không lụng cúp nữa thì hơi phí luôn đấy. Đảm bảo luôn.
Vô nhá, vô nhá, pha này vô này. Pha này vô này. Đẩy đây, ngon thì đấy. Ôi bạn ơi, đánh mình làm gì, tem mình. UE thì rỉa, Violet thì bắn. Ari thì không nói, nhưng mà tem mình ấy, mình mà vào cái có hai người đằng sau phụ mình bạn ạ. Các bạn làm sao mà bắt được hai thằng ấy. Bắt được UE với Violet rồi hắn đánh mình nha. Win được không ta? Mình tính pha này win luôn đấy. Từ từ nha mấy đứa ơi, từ từ. Đúng rồi. Ơ kìa, ủa. Ơ à, pha đấy mình nhấn cái bổ trợ vào UE mà ta. Trời, nhấn nhầm vào Violet kìa, đen chưa. Lên, đúng rồi. Let's get go. Get go. Gõ nó cho anh em ơi. Ôi rồi, anh gõ nhầm rồi. Ui, hồi máu được luôn. Pha đấy hồi máu mà không đủ các bạn ơi. Tệ, nhưng mà mình gõ hơi sớm ấy. Mình ở trong tầm đánh của con lính các bạn ơi. Thế là mình gõ nhầm con lính luôn. Trời vãi ạ, mình trâu chưa. Ê, các bạn thấy mình trâu không? Ui, trâu giá bạt ạ. Win à, tính win à, win ông ta. Vô luôn này. Bây giờ mình gặp thằng nào mình gõ thằng đấy nhá. Đó. Gặp được thằng nào ui. Vãi chưa. Tính win mà không win được này. Ê, coi chừng bị thua ngược ấy nhá. Nói chung là mình phải đánh chậm lại các bạn ơi. Này, lên xe tiếp này. Get go em ơi. Giờ Bijan chở mình cái là mình chơi nha các bạn. Bijan ulti cái là mình lên mình chơi thôi. Đó. Lại Q. Nãy giờ cứ ulti là thấy Q nha các bạn. Ây da, ảnh lách. Ây da, ảnh lách. Nhưng mà mình kéo không, mình dụ không. Đúng rồi này, câu kéo không cho. Nhờ này. Ê, mình sẽ câu kéo cho Q, không cho Q về nhá. Tem mình chắc chơi được ấy à. Tem mình khỏe mà. 4v4. Rồi, lên Q luôn. Lên Nguyên các bạn ạ, à, tem bạn chủ yếu thằng Yuka thôi. Tem bạn thằng Yuka nhân vật chính ấy. Ui này thì Yuka nhân vật chính này. Ê, miếu thật là đánh ẩu ẩu là cúc thật luôn ấy. Đứng đây nhá, đứng đây mấy đứa. Mình đảm bảo chắc chắn là tem bạn sẽ vào. Bởi vì tem bạn sẽ canh con Shiza này. Nó là phải như thế. Mày đi, rồi. Mình bảo mà thua xóa game các bạn ơi. Chiếc cúc này là của mình. Không nói nhiều. Rồi, quên rồi các bạn ơi. Tầm này thì đúng là ít ghi rỉa máu đấy. Nhưng mà tận 3 cái sân bay. Nguyên cái sân bay, 3 cái đường siêu cấp. Đó, này, đánh tao đi. Làm ơn, đánh tôi đi. Siêu. Trời ơi, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Ê, ngon nha. Chiếc cúp thứ tư dành cho tôi. Được rồi, vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái vòng quay random. À, lấy cúp, chiếc cúp thứ tư các bạn ạ. Thì cũng may, một phần là mình quay ra tướng rất là ok nha. Chỉ mỗi con DRC thì mình thấy là hơi khó thôi. Con DRC thì cũng hên là trận đấy là team mình được pick mấy con tướng rất là mạnh ấy. Vậy nên là mình DRC trận đấy thì cũng kiểu chiêu chiêu thôi. Nhưng mình cũng MVP cơ. Còn hai con còn lại thì hầu như là hai con mình đều chơi được. Trong tính, nếu mà tính tổng hết mà ba con mình chia hay ấy, thì chắc là con Ari các bạn ơi. Đấy, con Ari là con tướng tủ của mình trong ba con đấy luôn đấy. Nhưng mà đỉnh nhà, đấy, công nhận hay phết. Và đừng quên, nếu như mà các bạn thấy hay, và nếu như các bạn đã lấy được chiếc cúp này và bạn nào chưa lấy cúp thì nói chung là cũng xin chơi buồn các bạn. Và cũng mong các bạn ở sang lần sau các bạn sẽ lấy được cái chiếc cúp đấy nhá. Còn thì bây giờ đừng quên lại mình, nó chỉ là một cái like và một cái đăng ký nhá các bạn ơi. Và hẹn các bạn ở những cái series. Và hẹn các bạn ở chiếc cúp lần sau, mùa thứ bao nhiêu, nói chung là ở mùa sau nha các bạn. Còn thì bây giờ, bye.